Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với buổi tập của đội tuyển quốc gia Việt Nam buổi chiều ngày 14 tháng 8 năm 2021. Hôm qua ngày 13 tháng 8, đội tuyển Việt Nam có một ngày nghỉ để đi test Covid-19 định kỳ. Và hôm nay thì có thể dễ dàng nhận thấy trong live stream của Nextsport đó là huấn luyện viên Park Hang-seo đã xuống sân chỉ đạo các cầu thủ. Như các bạn đã biết thì vào ngày 11 tháng 8 huấn luyện viên Park đã hết cách ly. Nhưng ngày 12 thì thầy Park chỉ ra sân và đứng trên khán đài chỉ đạo thôi. Ngày 13 thì các cầu thủ nghỉ và hôm nay ngày 14 thì thầy Park đây, như các bạn đã thấy trên màn hình. Thầy Park đã trực tiếp xuống sân, khoanh tay nghe vẻ rất đăm chiêu. Và có một thông tin rất vui, không phải dùng từ vui mà dùng từ hơi hài hước một chút. Đó là ngay khi buổi tập bắt đầu thì thầy Park đã tách Bùi Tiến Dũng và Đình Trọng ra các bạn ạ. Thầy Park đã chủ động tách đôi chim cu gáy ra, hai nhóm khác nhau, không cho đứng tập trung với nhau, không cho đứng cạnh nhau. Đây, như các bạn cũng đã thấy ngay trên màn hình, Đình Trọng đang tập trung với một nhóm có anh Trọng Hoàng, có Tiến Linh, có Phan Văn Đức, nhưng không có Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đã bị tách sang một nhóm khác, không cho tập trung với nhau. Và ở bên góc phải các bạn cũng có thể thấy là một trợ lý mới của huấn luyện viên Park Hang-seo. Ông là huấn luyện viên trưởng của câu lạc bộ Hà Nội, cũng là một thầy Park khác nhưng trẻ hơn thầy Park Hang-seo rất nhiều. Đây, mình đánh giá đây là một siêu trợ lý đấy anh em ạ. Một huấn luyện viên gọi là thế hệ mới ở bên Hàn Quốc. Thực sự là một sự bổ sung vô cùng quan trọng ở trên băng ghế huấn luyện. Hôm nay thì các cầu thủ đã tập với cả cường độ cao, đã dần tập với các cường độ cao và tập với bóng rất nhiều. Các bạn có thể thấy đây là một bài truyền bóng nhưng phải tập trung. À đấy, số 31 vừa lỗi xong, tôi vừa nói xong. Rất cần sự tập trung từ các cầu thủ, tức là truyền bóng rồi lại phải chạy chỗ luôn, đan xen nhau và không được nhận bóng liên tiếp hai lần. Gần màn hình của chúng ta đang là Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đã bị tách top với Đình Trọng. Bùi Tiến Dũng đang cùng nhóm với tôi xem là có ai. Máy quay hơi xa một chút nên tôi cũng chưa nhìn rõ được. Đình Trọng thì tập ở gần màn hình, còn Bùi Tiến Dũng thì tập ở nhóm khác xa hơn. Các bạn hãy giúp Nextsport có một like, một follow kênh các bạn nhé, một like, một subscriber kênh fanpage cũng như YouTube của Nextsport. Chúng tôi sẽ tường thuật trực tiếp đầy đủ các buổi tập của đội tuyển Việt Nam hướng đến hành trình vòng loại thứ 3 World Cup sắp tới vào tháng 9. Ngày mùng 2 tháng 9 thì đội tuyển Việt Nam sẽ đá sân khách gặp Ả Rập Saudi. Thầy Park vừa có một hành động gì đó với Phan Văn Đức. Thầy đã lập tức ghi chép vào cuốn sổ tay nhỏ. Phan Văn Đức hình như vừa bị thầy nốt một cái gì đó. Đây rồi, lại bị nốt tiếp. Đây là Hoàng Đức. Hoàng Đức hình như đã bị thầy nhắc nhở về tất à, hay là bọc ống đồng. Thầy Park vừa có hành động đá nhẹ vào chân của Hoàng Đức để kiểm tra, lại đi ghi chép tiếp, rất nghiêm khắc. Ở bên đây, đây rồi, bao công của chúng ta đã đi sang phần sân còn lại, chắp tay đi rất từ tốn, đi sang kiểm tra ba thủ môn, đó là Bùi Tấn Trường, Nguyễn Văn Toản và thủ môn Văn Hoàng của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An. Thầy đi rất từ tốn và quan sát ba thủ môn của chúng ta. Hiện tại thì Đặng Văn Lâm, như mình đã chia sẻ ở những buổi livestream trước đó, Đặng Văn Lâm thì đang ở Nhật Bản. Và nếu mà anh ta về tập trung đợt này thì ảnh hưởng, thứ nhất là ảnh hưởng đến cơ hội thi đấu của Đặng Văn Lâm. Thứ hai là thủ tục cách ly rất nhiều, rất phiền. Và như thế thì cũng hơi dở dang, nên Đặng Văn Lâm không được triệu tập. Nhưng sắp tới vòng loại World Cup diễn ra thì Đặng Văn Lâm tỷ lệ cao sẽ được thầy Park triệu tập. Thầy Park trực tiếp đứng thị phạm ba thủ môn tập luyện. Đây là một bài tập theo tôi đánh giá là khá khó, khi thủ môn phải đứng một chân lên một tấm nhựa dẻo. Tôi cũng không rõ chất liệu bằng gì, nhưng các bạn có thể thấy Văn Hoàng đang rất run. Chân của Văn Hoàng các bạn nhìn kìa, rất run, rất khó. Còn anh Tấn Trường thì nhìn chắc chắn hơn, Tấn Trường không hề run tí nào. Văn Hoàng thì phải ngã chống chân liên tục.
Tấn Trường nhìn rất chắc chắn. Các bạn thấy không? Tấn Trường đứng trụ chắc không? Văn Hoàng đã phải đổi chân. Văn Hoàng vừa phải đổi chân sang chân trụ khác. Đây rồi, thầy lại quay về. Thầy lại quay về với những thanh niên áo đỏ ở góc sân bên này. Các cầu thủ đang chuẩn bị, hình như theo tôi đoán là đang chuẩn bị vào một bài tập khác, truyền bóng bổng và ngay lập tức phải chạy chỗ, phải chạy đi đâu đó. Đây là một bài phối hợp nhóm nhỏ bao sân, dễ hiểu thôi. Bài tập này thì dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, đội tuyển Việt Nam đã tập rất nhiều rồi và tôi cũng đã được nhìn rất nhiều. Đây chính là những bài, đây có thể gọi là một phần đi, phần tập chiến thuật nhỏ, chiến thuật chạy chỗ. Và thường là tập chiến thuật chạy chỗ như này thì chúng tôi sẽ không được livestream, nên chúng tôi rất tôn trọng bài tập của thầy Park. Vì vậy Nextport sẽ dừng livestream tại đây để không ảnh hưởng tới chiến thuật của thầy Park Hang-seo tại vòng loại World Cup sắp tới. Mặc dù chúng tôi rất muốn livestream, chúng tôi thực sự rất muốn livestream để cung cấp những hình ảnh cho quý vị khán giả. Nhưng tôi cảm thấy là thầy Park đã bắt đầu vào tập chiến thuật. Đây là những pha phối hợp chạy chỗ. Mặc dù đây chỉ là chiến thuật đơn giản thôi, nhưng chúng tôi sẽ dừng livestream tại đây. Rất mong quý vị và các bạn thông cảm. Chúng ta hãy ủng hộ thầy Park cũng như các tuyển thủ từ những hành động nhỏ nhất, đúng không ạ? Tất cả vì mục tiêu của nước nhà, tất cả vì một nền bóng đá Việt Nam, tất cả vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nên rất mong quý vị thông cảm, nên chúng tôi sẽ phải dừng livestream, chúng tôi sẽ phải dừng video tại đây.